Xin chào quý vị và các bạn, tôi đang ở một khu chợ giữa phố. Sở dĩ hôm nay tôi có mặt ở đây là vì tôi đang đi theo các chị trong một tổ dân phố ở phường Phương Xài, thành phố Nha Trang, đi chợ hộ giúp người dân. Dạ, chào chị. Chào em. Dạ. Những cái đơn hàng này là hầu hết là mọi người đã đặt hàng từ hôm qua đúng không ạ? Không, sáng có cũng có, rồi có sáng nay chị đi tới nhà người ta rồi hỏi có mua gì á. Rồi xong cái người ta viết cho chị thu, rồi chị đi mua dùm cho người ta. Dạ. Sáng nay thì mình sẽ đi mua hộ bao nhiêu đơn hàng vậy chị? Khoảng 8 đơn hàng đó em. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu từ đâu chị ha? Dạ. Để em phụ chị nha. Rồi được rồi, em cầm này coi dùm chị đi rồi tới cái hàng gà, hàng nạc vai đồ á. Rồi cái tắc tiệm có để đó lại cho chị. Dạ. Chị thường thì mình mua thì là cái tiền mà để mua những cái đơn hàng này là mình ứng trước luôn hả chị? Chị ứng trước để rồi về rồi mình thu lại cho người ta, có đơn ta bán ta bỏ vô rồi mình thu lại. Giờ vô cái này đó em làm cho chị rồi cái giá tiền em ghi trong này cho chị. Nói rồi bao nhiêu vậy? Cho 20 đồ nó chua đi. Đi đi. Chua 20. Nửa ký hành lá. Nửa ký hành không biết hành gì. 20 luôn nha. Rồi em cái ghi đi. Con 20 luôn, con 20 luôn, chanh 15. Ớt 2 lẹ 10 ngàn. Cộng chanh đàng hoàng nha chứ để gì lộn tiền chị em gái. 20, 40, 60, 65 ngàn. Ở đây cũng có rau nè chị, có 2 miếng đậu. Rồi cái này nè, dạ. Dạ cho em chút. Tỏi gà. Để chừng mua. Tắc, cái gì trái tắc không có. Rồi để đó chị. Hành tây 1 ký. Viết cái gì đây? 25 ngàn. Bạc hè, yến ủ 10 ngàn. Làm riêng ra nha gái. Rồi biết rồi. Tại hóa đơn làm riêng ra. Lấy giang. Với măng chua không có, có lấy giang rồi. Rồi có lấy giang thì bỏ lấy giang, còn này không có. Rồi giờ vô làm nha. Hả? Chị phải dặn người ta vậy, bắt đầu chị cái đơn nào bắt đầu chị chốt lại một bị đó của một chủ, rồi một bị nào của một chủ vậy á, em hiểu không? Rồi để chị nhớ rồi chị về giao từng người cho để nó lộn xộn đồ của người ta. Để chị coi cái to, ủa cái này là cái gì đây? Cái này là rau sống 25k. Tiền. Mấy nói... cái này là những cái đánh dấu là những cái đã mua rồi. Rau sống 25k. Là bên này nè, bên này nè. Bên đây nữa hả? 65 nè, còn cái này là đầy đủ 65 rồi phải không? Tôi đã có tủ gà, tủ đồ rồi đó. 65. Chàm. Rồi là 2 chút đơn nè. Còn cái này cũng thịt kia hả? Còn cái này đưa coi luôn. Cái này 45 mua được cá luôn. Cái này là 40, nhiêu em? 45. 45 còn thiếu gì để chị mua nè. Vâng thưa quý vị, chị trong một khoảng thời gian ngắn thì chúng tôi đã mua được đủ hết các đơn hàng. Bây giờ thì mình đem đi về để giao cho các tổ dân phố đúng không chị? Đúng rồi em. Dạ. Rồi bây giờ mình đi. Bình thường với những ngày mà cái đơn hàng của nó nhiều á thì chị đi 2-3 lần, chị đi có cỡ bữa 3-4 lần luôn. Chị dạ. Đi đó cái bắt đầu chị chạy về chị giao rồi chị đi ra lại rồi sắp cho rất là về chị giao vậy á. Thời điểm dịch bệnh á thì nhiều người ngại ra đường vì sợ lây bệnh á. Ừ. Thì mỗi ngày mình đều đi ra đường mà mình tiếp xúc nhiều người như thế này thì chị không thấy sợ sao? Không, chị nghĩ là kệ cho người ta đi cũng được, mình đi mình giúp cho dân có mình ăn. Chứ giờ mình nghĩ sợ người ta lấy đâu ta có, người ta mua vô người ta ăn, em thấy không? Thì ra có từng khi nào mà mình bị bom hàng hay là mình mua mà mọi người không hài lòng không? Không. Ra nhiều lúc mình mua cho người ta đầy đủ hết đó em à. Dạ. Nên đôi lúc những cái hàng nào thì mình nói người ta, tại vì em đi chợ đây chứ không phải là siêu thị. Mấy hàng mấy bữa là không có chợ này đưa phiếu cho chị rồi chị cũng lên mua hàng online cho người ta. Dạ.
Chị Hương ơi, để cái tên này của chị Hương ta. Đây chị Hương. Chị dỡ cái phiếu đi, chị kiểm cái đồ chị trong đó, cái gì là tắt xuống nữa thì em đem máy sau cho chị. Không có me, không có măng chua, đúng rồi. Chị coi trong phiếu đủ của chị chưa? Rồi. Rồi, đúng của chị đúng không? Nãy là 41, chị kiếm 5 ngàn. 45 giờ chị đưa em lại 5 ngàn để chị coi hàng. Rồi, hàng đầy đủ. Hàng đầy đủ mà ngon lắm nè em. Nhờ có Út mà chị có mấy bữa ăn ngon lành. Cảm ơn Út nhiều nha. Vâng, thưa quý vị, trong những ngày giãn cách xã hội như thế này mà có được những cái túi thực phẩm tươi ngon được giao đến tận nhà thì quả là một điều rất là tuyệt vời. Có lẽ chính vì vậy mà cái mô hình đi chợ hộ đã được phổ biến tại nhiều địa phương. Còn bây giờ thì chắc là chúng tôi xin chào tạm biệt quý vị khán giả. Bây giờ chúng tôi phải đi giao những cái đơn hàng này trước 10 giờ sáng hôm nay.